Dạ. Vừa rồi là cả nhà nào nhà mình đi chợ để mua sắm được ít đồ để về làm tất niên này. Mực này ấy, là ở tại chợ là 160. Quê mình đi làm Tết hay là cỗ bà mình cũng vẫn hay có cái món này, vì rằng là không ăn được nhiều nhưng vẫn phải có. Mực hơi đấy. Đây đi gà luộc đây, gà nhà nhé mọi người ạ. À, chạy bộ leo vườn leo đồi chắc được rồi. Để ôm ôm đây. Gà này chắc được đấy, vớt được rồi nhỉ? À. Ở ngoại bây giờ vớt gà ra nó khô. Chụp bằm. Như gà chiến, ngang với gà mình chiến cái đấy để lên chỗ cao kia để khô. Gà này tí nữa mình thắp hương cả con hay là để ban giao à? Đấy là mình để đây nhá, để cho khô khô giá này cho nó luôn. Đấy con đẹp đấy. Đây là rất luôn. Còn chói ra. À, đây còn buộc à. Sổ qua mồm thì nó khó quá. Buộc. Con không biết sổ qua mồm nữa. Sổ khó lắm. Sổ đây là bé là con lên đấy. Hoa thì tôi không mua, tôi mua hoa
Bây giờ đi bỏ rượu vào mình cho lên hấp. Bạn lên TV chết nhé. Ừ, lên TV đi. Đẹp phết nhờ. Đấy. Thế nào? Cũng vàng phết đấy nhỉ. Nhưng là cái này nỗi này. Đây. Đấy, miếng này nỗi đúng không? Thôi như thế cũng được rồi. Cậu thằng quá. Không giờ 12 giờ. Thế mà cậu bảo anh quay thì em xếp cho nó đẹp và nhở vì xếp sống mù này. Rồi thì sao đi, sao đi quay lại đây. Đây là rượu rượu gì? Cây. Rượu cây gì đây? Cây bổ máu con các bạn mua ở đây. À đây. Cái chai này là cái à cái chai này là vỏ thôi đúng không? Ừ, cái chai vỏ, cái vỏ thôi. Cái vỏ này vỏ ấy, vỏ giống. Pha pha lại rượu nếp này kìa. À, quay cả táo. Chào các anh em nhá. Anh em mình đang ăn táo nhá. Táo ông bà ngoại rất là ngon và sạch. Các anh em mà muốn ăn táo nên trên bà ngoại mình nhá, ăn rất là ngon. Đấy, ơi. Mai em uống á, 600. Mày có mày ngon trong đây toàn xin chào tất cả mọi người nha. Đây. Thôi, đây.
Có trên đây, có trên đây. Bạn em nói bạn tấn vào đây thì anh. Cái này là cái gì?